Rồi, mình là đi đây. Thì hôm nay theo nhiều nhiều bạn nói là vlog dài, mình sẽ làm vlog dài thử nha mày. Thì lần này mình sẽ chơi thử 100k trong chỗ siêu thị mà dành cho những con nít nha mày, trẻ em ấy. Rồi để xem coi 100k mình sẽ được nhấn gì nha mày. Thì lúc này là mình đang đi chơi trung thu nha mày. Đấy, 100k trong buổi trung thu luôn. Test thử cho bạn xem luôn nha. Rồi, mình sẽ cầm cái thẻ, mình in vào, xong mình chọn số tiền mình muốn nạp vô. Thì đây là 100k nha mày. Mình sẽ bỏ vô. Đó, thấy chưa? Rồi thì cái máy này sẽ đếm xong rồi sẽ nhận 100k của mình trong thẻ nha mày. Rồi trong thẻ mình đã có 100k đây á. Let's go chơi thôi. Trò chơi đầu tiên đó chính là trò chơi móc cái hộp mô hình này nha mày. Đó có thấy không? Cái hộp mô hình Goku Blue, Super Saiyan Blue nè. Rất là đẹp luôn mày ơi. Để xem mình có móc được không nha. Hí. Móc vô. Đó được đó mày. Rớt, rớt ra. Rớt. Ui trời ơi. Không lụm được rồi. Rồi trò tiếp theo nha mày. Mình chơi mỗi thứ một trò nha mày, cho bạn xem như thế nào nữa ha. Rồi thì cái trò này là các bạn chỉ cần gọi là hút trái banh. Trái banh mà rớt vô cái ô mà đỏ đỏ ở giữa bạn là các bạn sẽ được một con gấu to bên này luôn, thấy chưa? Đâu mình sẽ hốt thử cho xem coi có được con gấu nào không nhá bạn. Mỗi một trò mình chơi thử một lần thôi nhá bạn, tại vì trong tự nhiên trong này thì mỗi một trò cũng khá là đắt các bạn. Một trò tầm mười mấy ngàn lần nên mình chơi mỗi một trò một lần thôi. Chơi thử trải nghiệm cho bạn xem ấy. Đó, trung thu coi được gì không nha. Nè nè, rớt vô đó. Ôi chết quá. Rớt được trái banh rồi ơi, mình lụm được trái banh rồi. Quá hay thiệt sự chứ, ăn được cái trái banh trong này luôn chứ. Rồi trò tiếp theo luôn nhé mày, đó chính là gấp thú. Mình sẽ chơi gấp thú bên này thử cho bạn xem như thế nào luôn nhé mày. Đó đây, mình sẽ gấp thử coi có được cái con gấu nào trong này không nhé mày. Nãy giờ tặng nịt không nhé mày, chơi không được một cái gì luôn. Nịt không, trung thu này là hơi bị hên nữa bạn ơi. 100k chơi trung thu này hơi bị hên rồi. Rồi tiếp tục nha, gấp xuống nè. Đó mình canh kỹ nhé mày, mình phải canh kỹ luôn. Đó để xem có gấp được cái con gấu bông kia hay không. Hí. Rồi gấp nè mày. Ui vô ăn rồi. Trò tiếp theo nha các bạn. Đây, trò tiếp theo mình sẽ chơi cái trò này sẽ gọi là cái máy này mình cũng không biết gọi là sao bạn, là nói chung mình chỉ cần đưa lên xong cái máy sẽ kẹp cái con gấu và kéo ra bạn. Đó, mình sẽ đưa lên. Rồi. Đẩy vô nha các bạn, mình xích qua miếng nha. Rồi xích qua miếng là đẩy vô. Rồi con gấu kẹp vô. Rồi kẹp vô, kéo ra. Ăn được cái con gấu này không? Trời ơi, máy không kẹp vô luôn bạn ơi, tuyệt vời. Trò này cũng nịt rồi nha bạn. Và trò cuối cùng mình sẽ móc kẹo nha bạn. Thì mấy bạn sẽ móc cái kẹo á, xong cái kẹo này móc sẽ đẩy mấy cái kẹo ở ngoài rớt ra bạn. Rồi để xem có ăn hay không nha bạn. Ba bốn nhiên. Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì.